Xe để kia nhá. Con này nó có đốt rồi. Tháo ra ra đốt cái này rồi. Con này còn có trên nữa. Ai chơi à? Đây mẹ còn chơi. Vô lắm á. Nào tụi làm gì chơi. Không nhấc nổi cái đấy à? Đuối à? Nhấc xuống, nhấc được, nhấc lên đấy rồi. Quay được, quay được. Ui, nó lợn ra ngoài này. Thả đi chơi mà. Ui, còn tịch tỏ nhỉ. Lấy cái đấy đằng trước, cái này đằng sau. Sau rồi,
tối rồi vợ đó bị người nhau mới sạch. Xe đợi 3 chân giờ cắt hết thùng nhỉ anh nhỉ? Đây có phải cắt hết thùng rồi. Được thật. Hôm nay em cắt thì không ra được đường. Căng đấy cả. Bây giờ chỉ có những con đời cũ thôi. Thùng cao. Bây giờ gặp xe không nó vẫn bắt cắt hết. Em ơi! Làm thế thì cước mình mới tăng được. Vâng. Loại đời mới chả biết có được chục khối không. Không biết ngắn đún thấp. Quấn ra con chó con xích vào. Hay chưa à? Mẹ còn chơi.
Không nhấc nổi cái đấy à? Đuối à, nhấc xuống, nhấc được, nhấc lên đấy rồi. Quay được không? Quay được. Ui, lợn ra ngoài này. Thả đi chơi mà. Ui, còn tịch tỏ nhỉ. Thank you.
trên này chưa vào này. Xe lượn ba chân giờ cắt hết thùng nhỉ anh nhỉ? Đây có phải cắt hết thùng rồi. Được thật. Hôm nay em cắt sáng không cắt thì không ra được đường. Căng đấy cả. Bây giờ chỉ có những con đời cũ thôi. Thùng cao. Bây giờ gặp xe không nó vẫn bắt cắt hết. Không bảo lên đây. Làm thế thì cước mình mới tăng được. Vâng vâng. Với em một thằng sang tháo cái loại đời mới chả biết có được chục khối không. Không biết ngắn đún thấp. Quấn ra con chó con xích vào. Không nhấc nổi cái đấy à? Đuối à, nhấc xuống không nhấc được, lại nhấc lên đấy rồi. Quay ngược lại. Ui, nó lợn ra ngoài này.
Thả đi chơi mà. Còn tịch tỏ nhỉ. Lấy cái kia đấy đằng trước, cái đằng sau. Hãy
Xe lại 3 chân giờ cắt hết thùng cho anh nhỉ. Đây có phải cắt hết thùng rồi. Ghê thật. Hôm nay em cắt thì không ra được đường. Căng đấy cả. Bây giờ chỉ có những con đời cũ thôi. Thùng cao. Bây giờ gặp xe không nó cũng vẫn bắt cắt hết. Lên đây. Làm thế thì cước mình mới tăng được. Vâng vâng. Với em một thằng sang tháo cái loại đời mới chả biết có được chục khối không. Không biết ngắn đún thấp. Quấn ra con chó con xích vào. Không nhấc nổi cái đấy à? Đuối à, nhấc xuống không nhấc được, lại nhấc lên đấy rồi. Quay được không? Ui, nó lợn ra ngoài này. Thả đi chơi mà. Còn tịch tỏ nhỉ? Lấy cái đấy đằng trước, cái đằng sau.
xem toàn bộ lục của lốp cái nào. Thấy chưa? Xe đợi 3 chân giờ cắt hết thùng cho anh nhỉ. Đây có phải cắt hết thùng rồi. Được thật. Hôm nay em cắt thì không ra được đường. Căng đấy cả. Bây giờ chỉ có những con đời cũ thôi. Thùng cao. Bây giờ gặp xe không nó cũng vẫn bắt cắt hết. Không thùng rồi. Em ơi. Làm thế thì cước mình mới tăng được. Vâng vâng. Cái loại đời mới chả biết có được chục khối không. Không biết ngắn đún thấp.
quấn ra con chó con xích vào. Không nhấc nổi cái đấy à? Đuối à, nhấc xuống không nhấc được, nhấc lên đấy rồi. Quay được không? Quay được. Ui, nó lợn ra ngoài này. Thả đi chơi mà. Ui, còn tịch tỏ nhỉ. Cái đầu
đầu này nó tắt. Xe đợi 3 chân giờ cắt hết thùng nhỉ anh nhỉ? Đây có phải cắt hết thùng rồi. Được thật. Hôm nay em cắt không cắt thì không ra được đường. Căng đấy cả. Bây giờ chỉ có những con đời cũ thôi. Thùng cao. Bây giờ xe không nó vẫn bắt cắt hết. Không bỏ lên đây. Làm thế thì cước mình mới tăng được. Vâng. Loại đời mới chả biết có được chục khối không. Không biết ngắn đún thấp. Quấn ra con chó con xích vào.
Không nhấc nổi cái đấy à? Đuối à, nhấc xuống, nhấc được, nhấc lên đấy rồi. Quay được không? Quay được. Ui, nó lợn ra ngoài này. Thả đi chơi mà. Ui, còn tịch tỏ nhỉ. Thank you.
thôi. Xe đợi 3 chân giờ cắt hết thùng nhỉ anh nhỉ? Đây có phải cắt hết thùng rồi. Được thật. Hôm nay em cắt thì không ra được đường. Căng đấy cả. Bây giờ chỉ có những con đời cũ thôi. Thùng cao. Bây giờ xe không nó vẫn bắt cắt hết. Không bỏ vào. Em đây. Làm thế thì cước mình mới tăng được. Vâng vâng. Bây giờ hổ vô sợ hình đó hơn chục thế. Với em một thằng đang tháo cái loại đời mới chả biết có được chục khối không. Không biết ngắn đún thấp. Quấn ra con chó con xích vào. Thank you.
Không nhấc nổi cái đấy à? Đuối à, nhấc xuống, nhấc được, nhấc lên đấy rồi. Quay được không? Quay được. Ui, con lợn ra ngoài này. Thả đi chơi mà. Ui, còn tịch tỏ nhỉ. Thank you.
to kia làm gì, cứ để nó trống hết ở đấy đi. Tụi nó làm gì cũng được. Tối rồi vợ đó, bị người nhau mới sạch này. Xe đợi 3 chân giờ cắt hết thùng nhỉ anh nhỉ? Không có phải cắt hết thùng rồi. Được thật. Hôm nay em cắt sáng mai cắt thì không ra được đường. Căng đấy cả. Bây giờ chỉ có những con đời cũ thôi. Thùng cao. Bây giờ xe không nó cũng vẫn bắt cắt hết. Đến đây. Làm thế thì cước mình mới tăng được. Vâng. Loại đời mới chả biết có được chục khối không. Không biết ngắn đún thấp. Quấn ra con chó con xích vào. Rồi nhíp ở trước, kéo về đằng sau. Trước đi anh.
làm trước. Rồi làm trước. Kia lái từ trước bên này, rơi bên này mà. Đây, rơi bên lái. Rơi bên lái đây. Cái này thì bị đằng sau. Bên kia thì đứt vô lông sang can. Ra 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 em đóng cái này. Không nhấc nổi cái đấy à? Đuối à, nhấc xuống, nhấc được, nhấc lên đấy rồi. Quay được không? Quay được. Ui, nó lợn ra ngoài này. Thả đi chơi mà. Ui, còn tịch tỏ nhỉ. Cái to kia làm gì, cứ để nó trống hết ở đấy đi. Tự nó tụt xuống cháu này ha. Tụt đó. Yên làm gì, cứ thế.
Xe đợi 3 chân giờ cắt hết thùng nhỉ anh nhỉ? Đây có phải cắt hết thùng rồi, ghê thật. Hôm nay em cắt không cắt thì không ra được đường. Căng đấy cả. Bây giờ chỉ có những con đời cũ thôi. Thùng cao. Bây giờ gặp xe không nó cũng vẫn bắt cắt hết. Đến đây. Làm thế thì cước mình mới tăng được. Vâng. Loại đời mới chả biết có được chục khối không. Không biết ngắn đún thấp. Quấn ra con chó con xích vào.
xe để kia nhá. Con này nó có lốp đâu mà. Tháo ra xe lốp đến cái này rồi. Để con làm kia. Con này còn có trên nữa. Hay như vậy à? Đây mẹ còn chơi. Vô lắm á. Không nhấc nổi cái đấy à? Đuối không? Nhấc xuống, nhấc được, nhấc lên đấy rồi. Quay được, quay được. Ui, nó lợn ra ngoài này. Thả đi chơi mà. Còn tịch tỏ nhỉ. Lại còn nữa nữa. Bảo nó ra làm bây giờ để có trước nữa thì nó không nghỉ nhỉ. Lấy cái đấy đằng trước, cái này đằng sau. Sao rồi,
tối rồi vợ đó. Kỵ người nhau mới sạch. Xe bị ba chân giờ cắt hết thùng rồi anh nhỉ? Đây có phải cắt hết thùng rồi? Thật. Hôm nay em cắt thì không ra được đường. Căng đấy cả. Bây giờ chỉ có những con đời cũ thôi. Thùng cao. Bây giờ xe không nó vẫn bắt cắt hết. Không bỏ. Lên đây. Làm thế thì cước mình mới tăng được. Vâng. Loại đời mới chả biết có được chục khối không. Không biết ngắn đún thấp. Quấn ra con chó con xích vào. Hay như vậy à? Hay mẹ con chơi. Hôn lắm á.
không nhấc nổi cái đấy à? Đuối à, nhấc xuống không nhấc được. Nhấc lên đấy rồi. Ui, lợn ra ngoài này. Cả đi chơi mà. Ui, còn tịch tỏ nhỉ. Lại còn nữa. Đấy rồi chứ.
trên này chưa vào này. Xe đợi 3 chân giờ cắt hết thùng nhỉ anh nhỉ? Không có cắt hết thùng rồi. Hôm nay em cắt thì không ra được đường. Căng đấy cả. Bây giờ chỉ có những con đời cũ thôi. Thùng cao. Bây giờ không nó vẫn bắt cắt hết. Không bỏ lên đây. Làm thế thì cước mình mới tăng được. Vâng. Loại đời mới chả biết có được chục khối không. Không biết ngắn đún thấp. Quấn ra con chó con xích vào. Không nhấc nổi cái đấy à? Đuối à, nhấc xuống không nhấc được. Nhấc lên đấy rồi. Quay được không? Quay được. Ui, lợn ra ngoài này. Sao?
xả đi chơi mà. Còn tịch tỏ nhỉ. Lại còn nữa. Bây giờ có tiếp nữa thì em nghỉ chưa
xe đợi 3 chân giờ cắt hết thùng nhỉ anh nhỉ? Đây có phải cắt hết thùng rồi. Được thật. Nhưng mà em cắt thì không ra được đường. Căng đấy cả. Bây giờ chỉ có những con đời cũ thôi. Thùng cao. Bây giờ không nó vẫn bắt cắt hết. Không bỏ lên đây. Làm thế thì cước mình mới tăng được. Vâng vâng. Cái loại đời mới chả biết có được chục khối không. Không biết ngắn đún thấp. Quấn ra con chó con xích vào. Không nhắc nổi cái đấy à? Đuối không? Nhắc xuống, nhắc được. Nhắc lên đấy rồi. Quay được không? Ui, nó lợn ra ngoài này. Thả đi chơi mà. Còn tịch tỏ nhỉ? Lấy cái đấy đằng trước, cái đằng sau.
Xe đợi 3 chân giờ cắt hết thùng nhỉ anh nhỉ? Không có cắt hết thùng rồi, thật.
hôm nay em sáng mát cắt thì không ra được đường căng đấy cả. Bây giờ chỉ có những con đời cũ thôi, không cao xe không nó vẫn bắt cắt hết. Đến đây làm thế thì cước mình mới tăng được. Vâng loại đời mới chả biết có được chục khối không, không biết ngắn đún thấp. Quấn ra con chó con xích vào. Không nhấc nổi cái đấy à? Đuối không? Nhấc xuống, nhấc được. Mẹ nhấc lên đấy rồi. Quay được không? Ui, nó lợn ra ngoài này. Thả đi chơi mà. Còn tịch tỏ nhỉ? Lấy
xem là lộ của lốp cái nào. Thấy chưa? Xe đợi 3 chân giờ cắt hết thùng rồi anh nhỉ. Mình có phải cắt hết thùng rồi. Được thật. Hôm nay em cắt thì không ra được đường. Căng đấy cả. Bây giờ chỉ có những con đời cũ thôi. Thùng cao. Bây giờ xe không nó vẫn bắt cắt hết. Đến đây. Làm thế thì cước mình mới tăng được. Vâng. Loại đời mới chả biết có được chục khối không. Không biết ngắn lún thấp. Thank you.
Quấn ra con chó con xích vào. Không nhấc nổi cái đấy à? Đuối không? Nhấc xuống, nhấc được. Nhấc lên đấy rồi. Quay được không? Ui, nó lợn ra ngoài này. Thả đi chơi mà. Còn tịch tỏ nhỉ? No.
đầu này nó tắt. Xe bị ba chân giờ cắt hết thùng rồi anh nhỉ? Đây có phải cắt hết thùng rồi? Được thật. Nhưng mà em sáng mai cắt thì không ra được đường. Căng đấy cả. Bây giờ chỉ có những con đời cũ thôi. Thùng cao. Bây giờ xe không nó vẫn bắt cắt hết. Đến đây. Làm thế thì cước mình mới tăng được. Vâng. Loại đời mới chả biết có được chục khối không. Không biết ngắn đún thấp. Quấn ra con chó trong xích vào.
Bên này thì bị đằng sau, bên kia thì đứt vô lông sang tan. Ra 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 em đóng này.